Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao, và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU có bom tấn đầu tiên, Van de Beek hoàn tất kiểm tra y tế. MU hùng hổ chuyển nhượng, bốc luôn quái vật Upamecano. Ấn định thời điểm Maguire trở lại Man United và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng ta cùng đi vào thông tin chi tiết. MU có bom tấn đầu tiên, Van de Beek hoàn tất kiểm tra y tế. Theo báo chí Hà Lan, tiền vệ Donny van de Beek đã không có mặt trong buổi tập huấn cùng đội tuyển Hà Lan vì còn bận kiểm tra sức khỏe nhằm hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với MU. Theo tờ The Telegraph của Hà Lan, tiền vệ van de Beek đã vắng mặt trong buổi tập gần nhất với đội tuyển Hà Lan. Nguyên nhân là vì cầu thủ 23 tuổi đang phải kiểm tra y tế, chuẩn bị ký hợp đồng với MU. Trong khi đó, báo chí Anh đồng loạt đưa tin van de Beek sẽ trở thành bom tấn đầu tiên của nửa đỏ thành Manchester ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Mức giá MU và Ajax cùng đặt thỏa thuận là 40 triệu euro kèm phụ phí. Hiện cha của cầu thủ 23 tuổi cũng vừa xác nhận thương vụ đến MU là giấc mơ của con trai. Ông André van de Beek nói với đài truyền hình Opera Gelderland rằng: trước đây, Real Madrid là một trong những đội bóng đã liên hệ với Donny. Ngoài ra cũng có một số đề nghị khác, nhưng con tôi đã lựa chọn theo trái tim. Còn theo tờ Mirror của Anh, cựu thủ môn MU và hiện đang là tổng giám đốc câu lạc bộ Ajax, Van der Sar chính là người đã giúp đội bóng chủ sân Old Trafford vượt qua những câu lạc bộ như Real Madrid và Barcelona để đạt thỏa thuận về trường hợp của Van der Beek. Dự kiến trong tuần này, Van der Beek sẽ tới sân Old Trafford trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Với hàng tiền vệ trung tâm đang có sự hiện diện của Paul Pogba, Bruno Fernandes hay Fred, chắc chắn sự có mặt của Van der Beek sẽ tăng thêm tính cạnh tranh trong đội hình của huấn luyện viên Solskjaer. Dường như có thể khẳng định, Van de Beek sẽ là tân binh đầu tiên của huấn luyện viên Solskjaer ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford theo đuổi Jadon Sancho của Dortmund, nhưng quá trình đàm phán lâm vào ngõ cụt. Trong quá khứ, cầu thủ sinh năm 1997 là một trong những cái tên góp mặt trong chiến tích và bán kết Champions League của Ajax ở mùa giải 2018-19. Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ người Hà Lan ra sân 37 trận trên mọi đấu trường, ghi 10 bàn và có 11 pha kiến tạo. Nếu có thể hội quân sớm với đoàn quân của Solskjaer, Van de Beek vẫn có thể được trao cơ hội góp mặt trong trận khai màn Premier League 2020-21 của MU với Crystal Palace vào ngày 19 tháng 9. Lingard sẽ ra đi. Van de Beek chắc chắn là sự bổ sung chất lượng cho MU mùa giải tới, nhưng anh không chắc hẳn là người mà họ cần nhất lúc này. Cánh phải đang là vị trí cần ưu tiên nâng cấp. Cũng có một vài ý kiến cho rằng MU cần mua một trung vệ hoặc một tiền vệ sáng tạo khác hơn. Ole Gunnar Solskjaer nhận thức rõ rằng ông cần phải giảm bớt áp lực cho cả Fernandes và Pogba trước thềm mùa giải mới. Nhưng việc bổ sung Van de Beek vào đội hình chỉ làm giảm hy vọng ra sân của Jesse Lingard và Andre Pereira. Cả hai cầu thủ trên đều có thể ra đi trong mùa hè này nếu MU nhận được lời đề nghị hợp lý. Sự xuất hiện của Van de Beek trong thời gian tới chỉ càng giúp điều này diễn ra nhanh hơn. Vì vậy, việc bán ít nhất một trong hai cái tên sẽ là bước đi tiếp theo của Quỷ Đỏ trong kỳ chuyển nhượng này. Lingard đỡ hồi sinh trong giai đoạn cuối mùa giải, trong khi Pereira khép lại mùa giải trước với 40 lần ra sân cho MU trên tất cả đấu trường. Điều đó sẽ giúp họ dễ dàng tìm được biến độ mới hơn so với người khác trong những tuần tới. MU hùng hổ chuyển nhượng, bốc luôn quái vật Upamecano. Gần xong vụ Donny van de Beek, MU lập tức chuyển hướng sang chiêu mộ trung vệ cực hot Deus Upamecano từ AB Leipzig. Sau khi vung khoản tiền kỷ lục để đưa Harry Maguire hè năm ngoái, huấn luyện viên Solskjaer muốn bổ sung thêm một trung vệ trong bối cảnh Smalling, Phil Jones và Marcos Rojo sắp rời Old Trafford. Cái tên mà ông thầy người Na Uy nhắm đến là Deus Upamecano. Trung vệ 21 tuổi người Pháp vừa gây ấn tượng mạnh của AB Leipzig đi đến vòng bán kết Champions League. Phong độ cao mà Upamecano thể hiện giúp anh lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Pháp chuẩn bị cho các giải trận đấu ở Nations League đầu tháng 9. Trong quá khứ, MU từng cố gắng lôi kéo Upamecano. Hồi năm 2015, cầu thủ trẻ tiềm năng đã có chuyến tham quan sân Old Trafford. Nhưng rồi, Upamecano quyết định gia nhập Al Sabah với mức phí 2 triệu bảng khi mới 16 tuổi. Đến năm 2017, anh đầu quân AB Leipzig và giá trị đã tăng lên 9 triệu bảng. Nguồn tin từ nội bộ MU cho hay, Solskjaer quyết định mua Upamecano vào thời điểm này vì bị thuyết phục trước những màn trình diễn xuất sắc của anh trước Atletico Madrid và PSG. Sở hữu nền tảng thể hình và tốc độ tốt, Upamecano là chốt trận đáng tin cậy dưới hàng thủ AB Leipzig. Bên cạnh đó, anh luôn cho thấy sự tự tin trong khâu xử lý bóng, chơi chân ổn. Hồi tháng 7 vừa qua, Upamecano đặt bút ký gia hạn hợp đồng với đội bóng nước Đức đến năm 2023. Trong hợp đồng có kèm điều khoản giải phóng trị giá 38 triệu bảng được kích hoạt vào hè năm sau. Lo ngại có thể bị các ông lớn như Real Madrid hay Bayern Munich hớt tay trên, MU sẵn sàng chi 50 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ người Pháp ngày hè này.
ấn định thời điểm Maguire trở lại Man United. Trung vệ người Anh cần thêm thời gian để giải quyết những rắc rối trong thời gian qua. Sau khi mùa giải 2019-20 kết thúc, Harry Maguire đã gặp rắc rối lớn. Thủ quân của Manchester United là nhân vật chính trong một vụ ẩu đả trên đảo Mykonos, Hy Lạp. Sau khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, trung vệ 27 tuổi đã bị tuyên phạt 21 tháng tù treo. Tuy nhiên, cuối cùng thì bản án này đã bị hủy bỏ. Các thẩm phán đã xác định hành động của Maguire chỉ để bảo vệ em gái của mình và anh được tuyên trắng án. Mặc dù vậy, chuỗi ngày u ám của Harry Maguire vẫn chưa dừng lại. Mới đây, trung vệ người Anh đã bị huấn luyện viên Gareth Southgate loại khỏi đội tuyển quốc gia. Theo kế hoạch, cựu cầu thủ Leicester City sẽ cùng các đồng đội tham dự hai trận đấu với Ireland và Đan Mạch ở Nations League. Song, điều này đã không xảy ra. Để Harry Maguire có thể lấy lại tinh thần sau những rắc rối, ban lãnh đạo Manchester United đã cho phép anh có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Dự kiến, các cầu thủ không thực hiện nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia sẽ cùng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bắt đầu tập luyện tại Carrington từ ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sky Sports, Maguire được phép quay trở lại Manchester United vào cuối tuần này. Premier League 2020-21 sẽ khởi tranh từ ngày 12 tháng 9 sắp tới. Ở vòng 1, Manchester United sẽ phải chạm trán Burnley. Tuy nhiên, do phải tham dự Europa League vào tháng 8 vừa qua, trận đấu này đã bị hoãn. Red Devils sẽ bắt đầu hành trình của mình vào ngày 19 tháng 9 với cuộc tiếp đón Crystal Palace. MU mất Pirlo lô mới vào tay AC Milan. Theo Sky Sports, Man United đã thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của Alessandro Tonali. Pirlo mới sẽ gia nhập AC Milan theo một bản hợp đồng cho mượn với điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Tổng giá trị vụ chuyển nhượng là 26,8 triệu bảng. Tonali mặc dù chỉ thi đấu ở Brescia nhưng vốn đã được để từ các giải đấu châu Âu lứa tuổi U. Cầu thủ 20 tuổi có lối chơi và khả năng giống cựu danh thủ Andre Pirlo và được đánh giá là tương lai của đội tuyển Italy. Quỷ đỏ mơ hồi sinh, đua vô địch ngôi hạng Anh. Với lực lượng hiện tại, Solskjaer vẫn phải cạnh nhờ Bruno Fernandes và giấc mơ vô địch ngoại hạng Anh liệu có nằm trong tầm tay. Ngoại hạng Anh 2020-21 chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là khởi tranh. Vòng đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 9, tức là chưa đầy 2 tháng sau khi mùa giải cũ kết thúc. Đây là hậu quả của dịch Covid-19 để lại và một phần cũng do áp lực tới từ vòng chung kết Euro 2020-21. Thời gian chuẩn bị của các đội là không nhiều, đặc biệt là với MU, câu lạc bộ kết thúc mùa giải muộn nhất do lọt tới bán kết Europa League. Hiện tại, thầy trò Solskjaer vẫn đang trong kỳ nghỉ ngắn và mới chỉ có đội U18 trở lại tập luyện. So với 5 đội còn lại trong nhóm Big Six, MU cũng đang bị án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Mặc dù sở hữu nhiều tin đồn nhất, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, tân binh duy nhất của Quỷ Đỏ là Dan Heyson, cầu thủ trở lại đội bóng sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Sheffield United. Còn lại, đội hình của MU vẫn chưa có sự thay đổi nào. Phong cách chậm mà chắc trên thị trường chuyển nhượng là điều thường thấy ở Solskjaer. Tuy nhiên, liệu ông thầy người Na Uy đang có thận trọng quá mức trong hoàn cảnh hai mùa giải bị kéo lại gần hơn so với bình thường? Về cơ bản, lối chơi của MU trong mùa giải mới sẽ không có gì thay đổi bởi không trụ cột nào ra đi. Ngay cả khi có 1-32 bản hợp đồng mới thì Solskjaer cũng không vì thế mà thay đổi chiến thuật. Cầu thủ quan trọng nhất vẫn sẽ là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang làm rất tốt nhiệm vụ châm ngòi cho những cuộc tấn công và cũng không ít lần tự mình ghi bàn. Theo những thông tin mới nhất, trong vài ngày tới, MU sẽ chiêu mộ bom tấn đầu tiên mang tên Donny van de Beek. Cầu thủ trẻ của Ajax sẽ là sự bổ sung đáng kể ở tuyến giữa của Quỷ Đỏ và sẽ khiến huấn luyện viên Solskjaer dễ dàng hơn trong việc xoay tua, lựa chọn đội hình. Tuy nhiên, thương vụ này vẫn phải chờ thông báo xác nhận chính thức từ phía đội chủ sân Old Trafford. Nếu MU không mua được Jadon Sancho thì tài năng trẻ Mason Greenwood sẽ chiếm vị trí tiền đạo cánh phải. Daniel James đã bị bắt bài nên Solskjaer chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Hai vị trí trên hàng công đương nhiên sẽ thuộc về Martin và Rashford. Bên cạnh đó, Pogba cũng sẽ là một cầu thủ chủ chốt ở tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Mùa giải trước đã chứng minh khi MU đủ đội hình chính thì họ chẳng ngán đội bóng nào tại ngôi giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, giải đấu kéo dài tới 38 vòng và Solskjaer không thể dùng nguyên một đội hình trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Mệt mỏi tích lũy để dẫn đến chấn thương và mùa giải trước cũng là một ví dụ điển hình. Nếu không có dịch Covid-19 thì Pogba và Rashford có lẽ đã phải sớm kết thúc mùa giải. Điều này chỉ ra rằng MU sẽ rất khó cạnh tranh ngôi vô địch ngoại hạng Anh trong mùa giải mới với lực lượng hiện tại. Có lẽ một vị trí trong top 4 vẫn là mục tiêu thiết thực đối với thầy trò Solskjaer. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.